vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện sư thánh và quả nhiên cực lạc thanh tịnh cha nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lại nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diệt địa chủ giảng lão sư tịnh không thời gian ngày 13 tháng 8 năm 2010 địa điểm giảng đường quan nghiêm malaysia 113 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin hãy ngồi xuống Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 134 hàng thứ hai, Điều hào, xem từ câu thứ hai, hàng như hai, giá kim hai, Tri huyện hai, ly li, Ly huyện hàng thứ Cố ư thứ hai, Vô tức vô đăng Trong tuần trước Chúng ta đã học qua Các đồng học Tu trình độ nhớ nên quên Phải học trí huệ Của văn thù Bồ Tát Phải học hành môn Của phổ hiền Bồ Tát trong các phần trước Chúng tôi đã nói rất nhiều Điều này Là một chuyện rất khó Nhưng chẳng thể không học Pháp môn này thủ thẳng khôn sẵn Điều trọng yếu là trước phải nhận biết đó Mục đích đầu tiên của kinh giáo Là nhằm chỉ dạy Hướng dẫn chúng ta nhận biết Và liễu giải pháp môn này Nhận thức càng sâu Liễu giải càng thấu triệt Công phù tu hành tự nhiên đặc lực Hệ công phu chẳng đặc lực Đều là do chẳng nhận thức rõ ràng Chân tướng sự thật trong kinh luận Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức Thường khuyên dạy chúng ta điều này Trong phần Chính kinh Sách chú dạy đã dẫn thí dụ trong kinh bảo tích tiếp theo đó cũng trích dẫn mấy câu trong kinh diên giác trong ấy có hai câu Tri huyện tức ly Ly huyện tức giác Hai câu này là kinh doanh Chúng ta nhất định phải biết Khắp pháp giới hư không giới Trong phần trước Tôi đã thưa cùng chư vị Khi báo và chánh báo trang nghiêm Trong mười pháp giới Chẳng phải là thật kể cả cõi thật báo trang nghiêm của chư phật như lai cũng chẳng thật Đối với tiêu chuẩn Chân vọng Phật Pháp có một tiêu chuẩn tuyệt đối Thật sự Vinh hằng bất biến Thì là chân Nếu có biến hóa Đó là giả Vậy thì chúng ta hãy suy nghĩ trong thế giới hiện thời đối với các đối tượng tiếp xúc của sáu căn có thứ nào mắt trông thấy mà chẳng biến hóa tai nghe âm thanh mỗi người mùi gì lưỡi nếm ngắm gì cho đến ý căn tiếp xúc phát trần đều là các hiện tượng sanh diệt đều có biến, biến hóa. Nói chung, động vật có sanh lạc bền tử. Sự biến hóa ý được gọi Để là vô thường. Thực vật có sanh trụ dị diệt. Khoáng vật thành trụ ngoại à, không? Chỉ có một thứ chúng ta chẳng nhìn thấy sự biến hóa thiết thấy thiết thấy của nó. nó, tức là hư không. Trong bác minh môn luận Hư không được xếp vào loại vô gì khoa Tức là hư không vô Hư, hư, ]真]真 hư không có phải là chân thật hay không Hư không vui cũng chẳng vui phải vui là thật Pháp vô gì thật sự Đúng chỉ có vui. một Tức là chân như vô gì. Năm thứ kia là tương tự vô gì, Có nghĩa là giống như pháp vô di nhưng trên thực tế Chúng vẫn có sáng Các nhà khoa học hiện thời nói thời gian Và không gian chẳng thật Giáo Pháp Đại Thừa bảo Đó chúng ta Tu hành đến mức đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Quý vị bèn đột phá các chiều không gian Đột phá các chiều không gian Là chuyện như thế nào thời gian chẳng còn nữa thời gian là giả thời gian không còn bạn chẳng có trước và sau chẳng có quá khứ mà cũng chẳng quá tương lai mà là ngay lập tức quý vị có thể thấy quá khứ mà cũng có thể thấy tương lai chẳng có không gian thì sao chẳng có không gian bạn chẳng có khoảng cách thế giới cực lạc ở nước đâu ở ngay nơi đây Thật đấy chẳng giả điện, Trong phần, điện, phần khai thì, tử, thị của dạ ta thời hệ niệm Pháp sự Thì sư Trung Phong đã bảo chúng ta Tâm ta tức là A-di-đà Phật A-di-đà Phật tức là tâm ta Phương này chính là tịnh độ Tịnh độ chính là phương này Cảnh giới ấy là cảnh giới đại triệt đại ngộ Chẳng giả. Giấy nếu quý vị đại trị đại ngộ Minh tâm kiến tánh Sẽ chứng đắc cảnh chế giới chế đi là... Tại Ấn Độ Các Bồ Tát đại và Sếp a la hán Đã chứng đắc Tại Trung Quốc Quế năng đại, đại sư đúng ngộ đúng chứng Lịch Đại Tổ Sư Khai Ngộ trong Tông Môn Quý vị đọc Cảm truyền Đăng Lục Và ngụ Đăng Hội Nguyên Sẽ thấy ghi chép rất nhiều Đại Khai Thiên Giải của Giáo Hà và niệm đến lý nhất tâm bất loạn trong tình độ đều là nhập cảnh giới này cũng tức là quý vị đã hiểu rõ chuyện thời gian và không gian chúng chẳng phải là thật mà là giả giả thì phải buông xuống giả thì không chỉ chẳng mang theo được mà chúng còn gây ra phiền phức phiền phức là gì phiền phức là mang đến nghiệp báo cho quý vị Quý vị thiện à, tâm nhanh, thiện hành, sanh trong ba thiền đạo. Ác niệm ác hành nhanh, sẽ sanh trong nhanh, ba nhanh, ác nhanh, đạo, nhanh. tiền phức ở chỗ. Nhanh. Vì thế, người thật sự tu hành, nhanh. người niệm nhanh. Phật nhất tâm nhất ý, cầu sanh tịnh độ. Cầu sanh tịnh độ gì nhanh. là gì? Nhanh. Để thân nhanh. cận A-di đà Phật. Ngài là bậc đại thiện tri để đệ trong thế gian, lợi sự thế giới. gian. Ở, Ở nơi đây, thì chúng ta tu hành chứng quả rất khó khăn. À. Dễ gì nói Mà đến chuyện thành Phật, Đến thế giới cực là bèn rất, rất dễ tham dàng. Thầy tốt a di Đà Phật là thầy hoàn cảnh tốt đẹp nhất là sanh về thế giới cực lạc thọ mạng giống như ai di đà phật ai nấy đều là vô lượng thọ bạn học tốt đẹp tức là các vị thượng thiện nhân những thiện nhân ấy thuộc địa vị nào đẳng giác bồ tát hoặc thập địa bồ tát quý vị là bạn học của các ngài Do vậy hệ sanh về ý Có thể nói là bảo đảm quý vị thành Phật Tìm đâu ra một nơi nào khác giống như vậy Ngoài từ pháp môn tình độ Chẳng tìm được pháp môn nào khác Do vậy pháp môn này được gọi là Môn như đại đạo Chữ môn ấy Chỉ tám dạng bốn ngàn pháp môn Môn dư đại đạo có nghĩa là đạo thành Phật đặc biệt Ở ngoài tám dạng bốn ngàn pháp môn Chẳng có duyên phận, chẳng thể gặp gỡ thì thôi Chẳng còn nói gì nữa Nhưng nếu được gặp gỡ mà chẳng nắm Chẳng thể thành tựu trong một đời Quá đáng tiếc Vậy thì quý vị mong năm chắc trong một đời Thật sự thành tựu trong một đời Điều vô cùng cần thiết là phải thay thấu suốt Đoạn kinh gian này dạy chúng ta thay thấu suốt Bảo cho chúng ta biết Thế giới này chẳng thật toàn là giả Nếu quý vị chấp trước nó Sai mất rồi Thí dụ như quý vị mong khống chế nó Muốn kiếm được nó Thôi rồi Trong tương lai quý vị tiếp tục luân hồi chẳng hơi trong lục đạo Chẳng có phần thành tựu trong đời này Do vậy phải triệt để buông xuống Buông xuống Vì sao kẻ ấy chưa buông xuống được Chưa thấy thấu suốt Tức là chẳng liễu giải chân tướng sự thật Đối với các kinh luận Cụ Hoàng Niệm Tổ đã hết sức khó có Trích dẫn nhiều khai thị trong các kinh luận Nhằm giúp chúng ta thấy thấu suốt Kinh Bảo Chức Như huyện sư tác Tự ư huyện bất nghi Dĩ tri huyện hư cố Phật quán thế diệt nhiên Trong buổi học trước Chúng tôi đã nói điều này Một câu kinh rất nổi tiếng Trong kinh Diên Giác Là tri huyện tích ly Ly huyện tích giác Hai câu ấy nói hay quá vì sao người thế gian, à, thế gian chẳng thể lìa Lìa là buông xuống Vì sao Lê chẳng, sao? chẳng thể buông ra? xuống Do không biết Chẳng không biết thế gian, thế gian này là giả đoạn, chẳng thật Trong chứng đạo ca Diễn gia đại sư đạo nói Mộng lý minh minh hữu lục lục thú Lục, lục thú là lục đạo luân hồi Mộng là gì? Mộng là nói Mộng tới hơi. mê Mê chứ chẳng nên dường như thật sự có lúc đạo luân hồi Lúc đạo luân hồi cũng chẳng phải là giả Nhưng phải hiểu nó là một thứ trong mộng Nếu quý vị tìm ra lúc đạo chẳng còn nữa Giống hệt như mộng vậy Giấc mộng ấy khá lâu dài Thời gian rất dài Đã giấc ngộ, giấc ngộ là tình mộng cũng chẳng còn lưu luyến lục đạo nữa. Cũng chẳng còn lưu tâm lưu đoán nữa. Như vậy là đúng Đó là thực sự khai ngộ trong Phật môn Sự khai ngộ này chưa phải là đại triệt đại ngộ Nhưng được kể như là đại ngộ Nhà Phật bảo tiểu ngộ thành đại ngộ khi nào biết là đại ngộ Thật sự buồn xuống là đại ngộ Chưa buồn xuống thì vẫn đang mê Mê chứ chẳng dọn dạ. Ly huyển Thì ly huyển là đã giác ngộ Trong tựa đề kinh có Thanh tịnh bình đẳng giác À, Nam triệu y trong tựa đề kinh chính là ba giai đoạn tu hành. Hiện thời chứ gì đều biết. Trên khắp thế giới, chẳng riêng một nơi nào. Tai nạn quá nhiều. Trong lịch sử Trung Quốc, lẫn ngoại quốc đều chưa hề khỏi. Những tai nạn kỳ quá hiện thời đều bộc phát cả rồi Hôm qua có một đồng học hạ tải một bài bản từ Internet đưa cho tôi xem Ở ngoài quốc vừa phát hiện một loại virus mới đang truyền nhiễm Từ Nam Á truyền sang Ấn Độ Rồi từ đó truyền đến Âu Châu rất có thể Trong loại ô dịch này vệ sẽ lan truyền khắp thế giới vệ. Rất đáng sợ Virus ấy rất Đó nghiêm vệ vệ trọng vệ. Đó là, là ô dịch Động Đó đất, đất núi lửa sóng thần hạn hán Lục lội, dịch, lội. Toàn thể thế giới đều có Vì sao có hiện tượng Chúng ta đã học giáo Pháp đại, đại Thừa nhiều năm ngần ý Bèn hiểu rõ Trong các buổi giảng Chúng tôi thường bảo các đồng học Thế giới này và thế giới cực là có gì khác biệt Nói theo lý Chẳng có mấy mấy sai biệt không, không chỉ là hai thế giới mà mười phương vô lượng vô biên các quả Phật Cũng chính là vô số tinh cầu trong hư không Mà chúng ta trông thấy vào ban đêm Các thế giới ấy đều là bình đẳng Chẳng có sai biệt Thấy đều là duy tâm sở hiện Duy thức sở biệt <laughs> Làm sao có sai biệt cho được Vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật Giới thiệu Hoa Tạng Giới thiệu tịnh độ của a di Đà Phật Tốt đẹp dường ý Nhìn à, thấy địa, địa cầu của đưa chúng đưa ta Làm tai nạn gần ấy Là nguyên do gì? Đức Phật, Phật đã dạy Thế thầy Đi các pháp, pháp Sanh từ tâm tưởng Chế nên quên, quên câu này Sanh từ tâm, tâm tưởng Chúng ta bèn biết. Bè biết. biết Cư dân trong Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tức là những người sống à trên quả địa cầu đó Nghĩ tưởng gì Những người ấy Luôn nghĩ đến phần pháp đại, đại Ở đây nói là Ư bất mi Trí huyện bất ly, 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 ly huyện bất là, là hạng người là như thế đó, đó. À, Các quả Phật trong vũ trụ đúng và đúng thế gian của chúng ta khác nhau Quý vị à, thấy Trong thế giới cực lạ Hoặc trong hóa thế hóa giới quá tạng Chẳng nghe nói có quốc gia Chẳng nghe nói có quốc dương. Chẳng nghe nói có đại thần Chẳng có chuyện ấy Chẳng nghe nói có sĩ nông công thương Tây phương cực lạc thế giới có hai loại người Chứ gì phải biết điều này Thế giới ấy đơn thuần lắm Hai loại người Một là thầy a di đà Phật là thầy Người giảng sang Tây phương cực lạc thế giới đều là học trò

Đúng là sự chẳng gián đoạn. Đoạn. À, đoạn Ngày đêm đều chẳng gián đoạn Thế giới cực lạc chẳng có ngày đêm Cao hơn chư à, thiên Sắc giới thiên chẳng có ngày đêm Do à, vậy rồi. Nói theo Nhưng cách chúng ta thường nói Nơi ấy là trường học Là Phật học viện Trong vũ trụ a di đà Phật là một Phật học viện Mười vương chư Phật như lai Quý vị thấy chẳng có vị Phật nào không khuyên đệ tử của Ngài Đến học trong thế giới cực lạc dáng sang thế giới cực lạc là đến học trong thế giới cực lạc Này chúng ta nói là du học Giáng sanh lại đến du học trong thế giới cực lạc Đến bên kia chắc chắn thành Phật Lại còn rất sức nhanh chóng Hạ hạ Phật giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư Mười hai kiếp ban thành Phật Thích ca mâu ni Phật, thánh Phật. Thánh Phật. Thánh Pháp. Thánh Pháp nói lời này trong kinh quán vô lượng thọ Phật Quyết định chẳng phải là giả dạ. Trong thế gian này Nếu muốn thành Phật Đức Phật nói Phải trải qua vô lượng kiếp Đến thế giới cực lạc chỉ mất 12 kiếp Quý vị thấy đỡ tốn bao nhiêu thời gian Đây là nói về trường hợp chậm Nếu công phu tu hành của quý vị khá hơn Có thể giảng sanh trong trung phẩm hoặc thượng phẩm Đến Tây Phương Đó, phan, cực lạc thế giới Đại khai chỉ có hai kiếp hoặc ba kiếp vàng thành công Nếu là người thật sự niệm đến mức lý nhất tâm bất loạn Đại triệt đại ngộ Đến Tây Phương cực lạc thế giới ban thanh Phật Sanh trong cõi thật sân bảo trang nghiêm Chẳng phải là cõi đồng cư Mà cũng chẳng phải là cõi hữu dư Trực tiếp sanh vào cõi thật bảo Những lý sự này đều được Đức Phật giảng thấu triệt như vậy trong chúng. Chúng ta phải cảm tạ. Đó là đại ân đại đức của Đức Phật dành cho chúng ta. Chúng ta thật sự hiểu rõ, minh bạch rồi. Tâm niệm Phật mới thật sự phát khởi. Thật sự tu, thật sự niệm Phật. Phật. Vì sao? Ta đã hiểu rõ, minh bạch chuyện này. Mà cũng hiểu rõ ràng Mới mặt thế giới này Những sự bao ngộ Trong mỗi đời Của tất cả chúng sanh trong hết thảy các loại nói, nói một câu chân thật thì đều là tự làm tự chịu đó chính là hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng Trong tâm quý vị nghĩ như thế nào Hoàn cảnh bên ngoài biểu hiện như thế ấy Ai là chủ tệ Chính mình là chủ tệ Trong ngàn kinh mô luận Đức Phật đã dạy điều này chẳng biết bao nhiêu lần Duy tâm sở hiện tâm của ai Tâm của chính mình sự so bí, Duy thuốc sở biến của ai Phân biệt và chấp cả. trước của chính mình Chẳng liên can đến ai khác Cho nên this chẳng biết chân tướng sự ]真 thật này Nếu tâm người trên địa cầu chúng ta đi, đều thiện sáng Chẳng trái phạm Tam học với định quệ như Phật đã dạy trong kinh giáo Còn người giảng Phật như người Trung Quốc chẳng hạn Mà có thể tin tưởng giáo quân của Tổ tiên Tuân thủ luân lý Ngũ luân, ngũ thường, tử duy, ba đồ Khởi tâm đồng nghiệp, ngôn ngữ, tạo Đều chẳng lìa các tiêu chuẩn này Thế giới này sẽ vô cùng tốt đẹp thế giới này thế giới sẽ được gọi là cuộc đời thịnh trị. Trước à, hết, thân tâm mỗi người, người khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi, xã hội hòa Bình thiên hạ thái bình. Do lòng người thiếu cảm Do lòng người tốt cảm Nên núi Sẽ sông đại, 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 đại địa Hoàn toàn Này chẳng có các tai nạn Kim Phật đã dạy à, như, đúng như đúng vậy Tướng và tâm sinh Cảnh chuyển theo tâm à, Tướng mạo và mà. thân thể của chúng ta khỏe ừ, mạnh Là do ý niệm chuyển biến Ý niệm của ta tốt đẹp có người bạc hoàn bảo sống lâu Chẳng ngạc bệnh được. Tâm ta lẫn hành vi đều, đều tốt đẹp Ở nơi nào nơi ấy chẳng đời có tai nạn Điều này chẳng có gì Điều này chẳng Tình hình vốn là như thế đó Qua cảnh Đều, đều, đều là do ý niệm mà biến hóa. Vì thế ý niệm rất bất vào Sức mạnh của nó rất Ý niệm bất thiện là tai nạn. Đó, Tâm hạnh của quý vị chẳng hạn, Thì đối với chính mình Để mà nói, chính mình toàn thân đầy bệnh tật. Gia đình bất hòa, công là, việc là, chẳng à, thuận lợi. Chỗ, Chỗ ở thường xảy ra tai nạn, trang trang như hạn hán, hán lụt lội, đồng đất. Đều do ý niệm của chính mình phát hiện Đức Phật đã nói những điều này từ mấy ngàn năm trước. Theo ghi chép của Tổ tiên Tổ Quốc và lịch đại Tổ sư, khác với cách nói của người ngoại quốc, người ngoại quốc nói từ lúc Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ cho đến nay là hơn 2.550 năm. Tổ tiên người, người Trung Quốc, Quốc ghi chép khác giới giới với cách nói ấy. Họ chép rất rõ ràng là Thích Ca Mâu Ni Phật sanh nhầm năm thứ hai mươi bốn đời Châu Diệu Dương tức là năm giáp à, dần, dần là cọp, Thích Ca Mâu Ni Phật tuổi cọp năm giáp dần mà. Đức Phật diệt độ nhầm năm thứ năm mươi ba đời Châu Mục Dương. Nếu theo các ghi chép này từ khi Đức Phật diệt độ đến nay phải là 3037 năm. Đó là cách nói được chư tổ tư truyền tại Trung Quốc. Trong quá khứ, Lão Hòa Thượng Ngư Dân đã dùng cách nói này. Vì thuộc thế hệ trước đó là Ấn quan Đại Sư cũng tuân theo cách nói này. Đương nhiên người ngoài quốc, quốc cũng có căn cứ Nhưng người Trung Quốc cũng có căn cứ Chẳng cần phải tranh luận à, chuyện đây. này Đây chẳng phải là chuyện to à, tác gì đoàn Mà đoàn là sản chuyện sản nhỏ nhoi Chuyện giặc giảnh như lông gà vỏ tỏi Đối với văn hóa của chính mình, dạng dạng với của chính mình Đối với điều được chư tổ tương truyền Chúng ta phải có tính tâm Lịch đại tổ sư trong quá khứ tại Trung Quốc Là những bậc hữu tu, hữu học, hữu chứng Chẳng phải là kẻ tầm thường à. Người bình thường thông sẽ thông chẳng làm được không? Các ngài thật cái sự là những gì tài ngại Nếu chúng ta Nếu chẳng thể tin tưởng như các ngài Chẳng anh có tin tâm sẽ chẳng anh có anh cách anh nào anh hợp tập Điều, Điều thương được thương. kinh điển nói Được các tổ sư truyền còn rất khó khăn là các nhà khoa học cận đại tức là các nhà thuộc ngành khoa học tiên phong là lượng tử số học đã phát hiện trong những báo cáo do họ đưa ra rất nhiều điều giống như trong kinh phật đã nói thí dụ như ở đây nói tri huệ hư cố họ đã phát hiện điều này phát hiện trong vũ trụ này bất luận tinh thần hay vật đều là giả đều chẳng phải là thật tinh thần và vật chất tôi đâu mà có họ nói là do ý niệm mà có chúng ta nói là niệm đâu Cách nói này giống như trong Kinh Phật đã nói. Kinh Nhân Dương dạy. Trong một cái khải ngón tay có 60 sát na. Một sát na có 900 niệm. Chúng ta học tập Kinh Giáo. Biết Thích Ca Mâu Ni Phật nói theo kiểu ý là nói phương tiện. Chẳng à, phải là chân thật Nói phương Chứ tiện có. thì được Vì người bình phàm Nhưng chẳng có đánh cách đánh nào lý giải gì. điều này Cuộc đối à, thoại giữa Thích Ca Mâu Ni Phật và Di Lạc Bồ, Bồ Tát Trong kinh Bồ Tát, Bồ Tát Sử Thầy là nói là chân thật. thật Chẳng phải là nói, nói phương, phương tiện à. Đức Phật hỏi Phổ Di Lạc Bồ Tát Phàm phu tới một niệm, tâm hữu sẵn niệm. Thì trong một niệm có bao nhiêu tế niệm? Tức là có bao nhiêu ý niệm gì tế? Có bao nhiêu tướng? Tướng là hiện tượng vật chất. Có bao nhiêu tướng? thức là họ tưởng hành sự. Tưởng là sức. Có những hiện tượng như thế Như là cô tác trả lời cũng dùng một cái khải ngón tay. Bao nhiêu niệm? 32 ức trăm ngàn niệm. Dùng trăm ngàn làm đơn vị. Chúng ta tính toán quán đồng. Thì trong thời gian một cái khải ngón tay. Bạn có triệu. 320 triệu tế niệm Nhiều hơn kinh nhân dương đã nói rất, rất nhiều đúng. Nếu chúng ta khảy à, Một giây khảy được đúng. 5 lần Tôi tin là có thể Tôi có thể khảy 4 lần Tôi tin có người khảy nhanh hơn tôi Thân thể khỏe mạnh hơn tôi Động tác nhanh hơn tôi Nếu một giây khảy 5 lần Bạn là bao nhiêu triệu một ngàn sáu trăm triệu vậy là một giây có bao nhiêu tế niệm có một ngàn sáu trăm triệu niệm di tế niệm nhiều dân ý liên tục tích lũy chẳng ngừng. Bạn sẽ vô lượng vô Trong vô tướng ấy có tinh thần và có vật chất Nói theo danh từ Phật Pháp là ngũ ẩn Tức sắc thọ tưởng hành thức xuất hiện Đó là ba tế tướng của a lại gia Các nhà lượng tử lực học hiện thời đã phát hiện Chúng ta chẳng thể không bội phục họ Trong kinh Đức Phật đã nói Thức thứ sáu là ý thức có công năng phân biệt vô cùng to lớn Đối ngoại Nó có thể duyên khắp pháp giới hư không giới Đối nội nó có thể duyên tới a la gia Hiện thời lượng tử lực học đã duyên đến a la gia Nhưng chẳng duyên đến tự tánh Nếu lại hỏi các hiện tượng ý niệm ấy do đâu mà có Lượng tử lực học chẳng có cách nào trả lời Nhưng kinh à, Phật thì có Đức Phật dạy Trong vũ trụ Có một lý thể thật sự có thể sanh ra dạng sự dạng vật lý thể ấy được gọi là tự tánh minh tâm kiến tánh là quý vị tìm được điều này trong triết học nó được gọi là bản thể của vũ trụ dạng hữu nó có thể sanh có thể hiện có thể biến muôn hình muôn dạng trong toàn thể vũ trụ là cái được sanh cái được hiện cái được biến khoa học chẳng tìm được cái có thể sanh có thể hiện có thể biến này vì sao vì chẳng thể dùng phân biệt Càng chẳng Cần thể dùng chấp trước Quý vị có Nhiều phân biệt với chấp trước Bèn là giọng tâm Giọng tâm chỉ có thể văn duyên vọng A lại gia là giọng Nên có thể, có thể duyên đến, đến Những hiện tượng hư dòng Trong văn khắp, văn khắp văn trong văn pháp giới như không giữ Nhưng chẳng thể duyên đến chân Phải như thế nào thì mới có thể duyên chân Buôn giọng xuống sẽ duyên được Thấy được Vì thế nói Tri nguyện tức lý Lý huyền quen giác Giác ấy chính là đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tâm Người ấy đã chứng đắc cảnh giới ấy. Trong Phật Pháp người ấy được gọi là Phật Đà Đã thành Phật Nhà khoa học Nhà khoa học lượng tử Hay còn cách biệt Phật một khoảng Tuy thuộc người ấy có thể buông xuống hay không Nếu thật sự có thể buông toàn bộ vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống Người ấy bèn thành Phật Khoa học tiến bộ. Tôi tin là văn Lớn lượng tử lượng học có thể phổ biến, vậy, khiến cho người trong quãng đời đều biết. À, chuyện sẽ có ích vô cùng to lớn cho phật giáo. những điều đức phật đã nói trong kinh đều được chứng tỏ. À, những nhân loại đã có năng lực xử lý hoàn cảnh, muốn hóa giải tai nạn, Bạn biết dùng phương pháp để hóa giải các xung đột đã có biện pháp chỉ cần chúng ta tin tưởng. Tính di đạo Hình nguyên Công đức mộng Quý vị chẳng tin thì chẳng có cách nào cả Vì sao chẳng thể tin Quý vị chẳng nhận biết điều này Do chẳng nhận biết nên không tin Khi tôi còn trẻ Đối với những điều này chẳng biết tí gì Học trong nhà trường nghe giáo viên bảo Tôn giáo là mê tín Phật giáo là đa thần giáo đoạn, Thứ gì cũng đoạn, lại mê tín nhất Mê tín hàng đầu trong các thứ mê tín à, Vì thế thì... trước này tôi chưa thế hề có nghĩ tiếp xúc Phật giáo Chẳng có Chùa miếu chẳng đều chẳng đế. đến Thổi trẻ ngoan cố dường ý đeoạn. Cũng may là à, chúng đoạn, tôi có tâm mong cầu hiểu biết lúc 21 à, tuổi. 21, sanh lòng mê đắm triết học. Là, trong tâm à, tôi hết sức môn thương khoa học ấy. Khoa lúc 26 tuổi, 26, gặp gỡ giáo sư Phương Đông, Đông Mỹ Đang Là một vị triết gia đương thời Mà trong tâm, tâm tôi hết sức ngưỡng mộ Tôi theo học triết với thầy Trong phần cuối cùng Thầy giảng triết học trong kinh Phật Tôi cảm thấy hết sức kinh ngạc Thưa Phật giáo là tôn giáo Là đa thần giáo Đa thần giáo là tôn giáo thấp kém Làm sao có triết học cho được Thầy bảo Anh còn trẻ không biết Thầy giảng Thích Ca Mâu Ni Phật là triết gia vĩ đại nhất trên thế, thế, thế giới. Kinh Phật là đỉnh cao Phó nhất thế trong nền triết học thế 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 toàn thế giới. Thế học Phật là hưởng thụ cao thế nhất thế trong đời người. Tôi theo học môn ấy nhất thầy. Mới sửa đổi quan niệm sai lầm Biết trong ý có thứ thật tốt đẹp như ý Vô cùng khát vọng Thầy bảo tôi Hiện thời trong các chùa miếu chẳng có tiết học Phật giáo Tôi hỏi thầy phải tìm ở nơi đâu Trong kinh điển Vì sao hiện thời trong chùa miếu chẳng có người học tập nữa Thầy nói chẳng giống như trong quá khứ trong quá khứ <laughs> những người xuất gia Nhưng Trong các chùa, chùa miếu Là Huyện bậc đại đức hạnh đại, đại, đại học vấn Vì thế Phật môn thường thần, Người xuất gia là thầy của đế dương đế Chẳng sai, sai tí nào đế Thật sự đế có tư cách làm thầy của đế, đế dương Đế dương tướng là đại thần Hãy gặp những vấn đề chẳng thể giải quyết ban thỉnh giáo người xuất gia Người xuất gia thật sự có năng lực chỉ dạy họ Đáng tiếc là hiện là thời họ chẳng học kinh giáo nữa Do vậy thầy, thầy bảo tôi Nếu anh muốn học hãy học từ kinh điển Chỉ cho tôi con đường ấy Thầy chỉ cho tôi con đường ấy vô cùng chánh xác Nếu thầy chẳng nói trước, Tôi mò đến chùa miếu Gặp người xuất gia thịnh giáo Một câu hỏi là ba điều không biết Chắc chắn tôi sẽ ngờ việc lời thầy Cho là lời thầy nói Chẳng phải là sự thật Thầy đã dặn dò trước Người xuất gia chẳng nghiêm túc học tập sau khi đã học thì phải làm được đó là tập quý vị học rồi nhưng chẳng làm được đó là giả vô dụng ha, chẳng phải là trong phật giáo có khoa học cao cấp chúng tôi đã học Phật nhiều năm gần đây, biết Phật giáo không chỉ có khoa học cao cấp mà còn có triết học cao cấp. Khoa học và triết học đều đạt tới đỉnh cao tột bậc. Những phát hiện gần đây nhất trong lượng tử lực học giống hệt như trong kinh Đại thừa đã nói. Học Phật có lợi ở chỗ nào? Đối với chính mình mà nói Thì là thân tâm hoàn toàn, Thân tâm thanh tịnh Ban cho quý vị điều tốt đẹp ý Chẳng có tiền nào Chẳng có ưu lự Chẳng có dưỡng mắt Chẳng có áp lực Trí huệ tăng trưởng Đức hạnh tăng trưởng Vui sướng lắm Vì vậy người học Phật phá hỷ sung mạng Trong Đại Kinh thường nói Bồ Tát thường sanh tâm quan nghị Ở đây quý vị nói thầy. là rất sung sướng Vì thế thầy bảo tôi Học Phật Sư là hưởng thụ cao nhất trong đời người Tôi đã đạt được. được Mỗi ngày thầy đều thầy thầy cảm, cảm tạ Nếu thầy chẳng chỉ ra con đường này Suốt cuộc đời này tôi sẽ khổ sở Chẳng thể nói nổi Ha, có hạnh phúc tự tại vườn ý Thầy chỉ điểm đường lối à, chánh xác Bản thân chúng ta thực thật sự không? làm Biết đó là giả. Kim Kim Trang dạy những gì đúng, có tướng Đều là vọng Đối với tất cả những tướng được hiện Chúng ta đều chẳng bận tâm Buông xuống hết Thật sự chẳng có một niệm toàn không chỉ Chẳng có mấy may ý niệm mấy chiến hữu nào Thuở tài thi Đức Thế Tôn đã nêu tấm gương tốt nhất Ngài xuất thân là dương tử Quý tộc Xuất thân từ quý tộc 19 tuổi bỏ ngòi vua Rời gia đình à, đi học đạo Học suốt 12 năm Sống cuộc đời của một vị tăng khổ hạnh Ba y một ba Giữa trưa ăn một bữa Nghỉ với cội cây Cái Sống suốt cả đời như vậy Vui sướng Thành tự vô thượng chánh đẳng chánh giác, học tiểu thừa thành, đắn, thành thanh chánh giác, đại thừa bồ tát thanh chánh đẳng chánh giác. Thuở ý ngài biểu hiện cho chúng ta thấy, Nếu chúng ta học chúng ta trong Phật Pháp để tiến cao hơn thì phải buông xuống. Thuở ấy, chuyên gia đại sư dạy tôi giống như tòa cao ốc 100 tầng. Quý vị có thể buông từ tầng nhất xuống thì mới có thể tiến lên tầng thứ hai. Có thể buông tầng thứ hai xuống mới có thể lên tầng thứ ba. Quý vị chẳng chịu buông xuống Chấp trước nơi đó Sẽ diễn diễn chẳng thể tiến bộ 51 tầng cấp Bồ Tát Thập tính, thập trụ Thập hạnh, thập hồi hướng Thập địa, đẳng gia Giống như một tòa cao ốc gồm 51 tầng Có thể buông thập tính xuống Quý vị đạt tới địa vị thập trụ có thể buông thập tự xuống tru, quý vị mới có thể đạt đến địa vị thật hạnh bí quyết là buông xuống vì à, sao chẳng buông à, xuống được? Xa. do Bó chẳng liễu giải thế chân tướng sự thật vì vậy trước hết bảo quý vị hãy liễu giải chân tướng sự thật trí văn thù là thấy thấu xuống Hành xin phổ hiền là buông xuống thấy thấu xuống giúp buông xuống buông xuống lại giúp thấy thấu xuống Hai điều này giúp nhau thành tựu từ sơ phức cho đến địa vị như là Đem phương pháp đến thật sự bí mật này truyền cho quý vị. Tôi gặp gỡ yeah, chuyên gia đại sư là lần đầu tiên gặp mặt người xuất gia. Tôi bèn hướng về lão nhân gia thịnh giáo. Tôi thưa tiên sinh phương Đông Mỹ giới thiệu cho con biết Phật Pháp Con biết Phật Pháp thù thắng Biết Phật Pháp là Đại, pháp Đại pháp học dân à, Có thể giải quyết tất cả vấn đề Tôi thỉnh lão nhân gia Có phương pháp tốt đẹp nào khiến cho con có thể thế nhập phép nhanh rất nhanh chóng hay chóng Ngay vậy tôi thấy thấu suốt buồn xuống Truyền cho tôi ngay hôm đầu tiên. Tôi học à, suốt tôi 10 mấy năm. Mới thật sự hiểu rõ đạo lý ấy. Sau khi đã hiểu rõ, cảm kích Thầy vô tận. Ngài chẳng giống Đó, như tá, mấy tháng mấy nào Giống như đã đem bí mật thành Phật của hàng Bồ Tát truyền cho tôi. Tuy Đó, trong kinh đại thừa, Đức Phật đã thường nói tới bí quyết ấy, nhưng chúng tôi xem mà chẳng hiểu, đọc phước qua, chẳng hề lưu ý. Thầy vừa chỉ điểm cảnh tỉnh, chúng tôi bèn chú ý. Đánh. Phát hiện trong kinh điển đại thừa, đâu đâu Phật cũng đề ra, chỉ dạy điều ý Trong những bộ kim bảo tích viên giác lăng nghiêm Được nêu ra ở đây Thấy đều có Đã thật sự liên dạng Nên đối với huyện tương chẳng chấp Chẳng đắc Chấp Là chấp tướng, Chẳng còn chấp tướng. Bèn chẳng còn có ý niệm được mất Đối với hết thảy sự vật Chẳng có ý niệm không chế hay chiếm hưởng Đó là vô đắc. đắc Thật sự đây thấy thấu suốt Giang trung thịnh tán đại sĩ Chi quyền thật nhị đức Quyền đức là buông xuống Thật đức là thấy thấu suốt Đại sĩ được nói ở đây Chính là các vị Bồ Tát tham dự Pháp hội này Ở đây nói tùy khéo có tới một dạng hai ngàn người Bồ Tát vô lượng vô biên Có nhiều vị Bồ Tát từ thế giới phương khác đến Giai năng thị hiện thị quyền đức Thật vô khả đắc thì thật đức Thật vô khả đắc là trí huệ Giai năng thì hiện là phương tiện thiện sẵn Nên dùng thân gì để độ được Chư Phật như Lai Pháp thân Bồ Tát Đều có thể hiện thân như trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng Chư Phật Bồ Tát hiện thân xác thực là sí, chẳng sí, hề sí, khởi sí, tâm động niệm <laughs> Hiện như thế nào? À, tự nhiên sự hiện Thuật ngữ trong Phật Pháp, Pháp là Pháp nghĩ như thị Tức là vốn à, là, 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 là như vậy Nếu à, hỏi vì sao vốn là như, dốn là như vậy? vậy Do cùng một tự tăng chỉ rõ giảng sự giảng vật trong toàn thể vũ trụ và chính mình là cùng một thể. Trong giáo Pháp Đại Thừa, Đức Phật thường nói, mười phương ba đời Phật cùng chung một Pháp Thân. Thật vậy chẳng giả thế nào. Do đó nói, vô duyên đại từ đồng thể đại bi. Pháp thân Bồ Tát biết nhận thức Khẳng định hết thị các Pháp và ta Là một thể Phạm phu chẳng biết Phân chia tự và tha Nên tự tư tự, tự lợi Tổ người lợi mình Gây tạo vô lượng vô biên tội nghiệp Tuy tội nghiệp là giả chẳng thật Nhưng nếu kẻ ấy không tỉnh ngộ Thì phải hiến Hướng chịu rất khổ Giống như mơ thấy ác mộng Khi kẻ ấy gặp ác mộng Chẳng biết chính mình đang nằm mộng Khổ chẳng thể nói nổi Hãy tệm giấc mới biết là một giấc mộng Chúng sanh luôn ngồi trong lúc đạo là như vậy Chịu khổ vẫn vui trong lúc đạo Ngày nào tỉnh giấc giác ngộ Lục đạo, đạo bèn chẳng còn nữa Mới biết là một giấc mộng còn lớn Lời diễn gia đại sư đã nói là lời thật Chẳng phải là giả Hội trung chư đại sĩ Giai viên cụ quyền thật nhị đức Viên mãn trọn đủ hay đất Cố dân thử chư Bồ Tát Diệt phục như thị Đây là nói lời tổng kết một đoạn, đoạn ngắn Ý nói các vị Bồ Tát ấy đều có trí huệ và đức hạnh ấy. Chứ gì hãy ghi nhớ Đức hạnh là buông xuống Chúng ta học Phật phải ghi nhớ Thật sự muốn cầu giảng sanh Thì phải trì giới phải khổ hạnh à, trước khi diệt độ thích ca mâu ni phật răng về đệ tử đức phật chẳng còn hiện diện trong thế giới này thì hãy lấy khổ làm thầy lấy giới làm thầy à, bất luận quý vị học thiền tông học giáo hạ học hiển học mật học, học đại thừa học tiểu thừa học大, chỉ cần là học phật thì điều này là căn bản Tức là lấy giới làm thầy là căn bản Lấy khổ làm thầy là căn bản Vì sao chẳng trì giới tốt đẹp Sợ chịu khổ Như vậy là chẳng được rồi Quý vị thật sự muốn thành tựu Phải nhận được điều này Chịu được nỗi khổ kẻ khác chẳng thể chịu Nhận được nỗi nhục chẳng thể nhận này chúng ta gọi nỗi nhục ý là nhục nhã Có thể nhận được Thực hiện giới luật từ chỗ nào? Phải bắt đầu bằng đệ tử quy Đối với Phật giáo hiện thời Chúng tôi đã đến nhiều nơi thuộc các quốc gia Tiếp xúc các vị đồng tu học Phật Trong giới Hoa Kiều đã nhiều năm Khiến cho chúng tôi nhận thấy Hàng xuất gia học Phật Chẳng thể hành sai di luật nghi Hàng tại gia Chẳng thể hành thập thiện nghiệp đạo Do vậy họ chẳng thể thành tựu Chẳng phải là họ không nỗ lực Tôi gặp những người tham thiện Có người học giáo Có người học mật Vì sao họ chẳng thể thành tựu Đừng nói là so với cổ nhân, ngay cả so với người thuộc thế hệ trước mà đã thua kém rồi. Rốt cuộc nguyên nhân ở chỗ nào? Vì sao người trước kia không thể làm được? Nhưng người hiện thời chẳng làm được. Thâm nhập quan sát mới bàn phát hiện. Người thuộc thế hệ chúng ta đã sơ sót. Trong giáo dục dung bồi căn bản. Chẳng thể nào chê trách người trong thế hệ này được Trong kinh vô lượng thọ Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói một lời công bằng Tiên nhân bất thiện Bất thức đạo Vô hữu ngữ giả Thù vô quái giả Dường như là nói với người trong thế hệ này Vì cha mẹ họ Chẳng biết Sanh trong thời hoạn nạn mà. Ông bà của kẻ ấy cũng chẳng biết. Dẫu là ông bà cũ của họ gần như thuộc vào lớp tuổi tôi, vẫn chưa hoàn toàn biết. Vẫn phải là đời trước của tôi, tức là kể đến đời cha của tôi thì mới biết. Họ sống vào thời đầu dân quốc. Tuy văn hóa à, truyền thống Trung Quốc đã bị quay nhẹ Nhưng vẫn còn ảnh hưởng Đến thế hệ à, chúng tôi, tôi à, Hãy còn chịu ảnh hưởng đôi chút Chứ người à, trẻ hơn tôi số à, 3 tuổi à, Đã chẳng à, biết nữa Tôi có một người em trai à, nhỏ à, hơn à, tôi 6 tuổi Căn bản à, là anh ta chẳng à, biết à, làm sao quý vị có thể trách móc người hiện thời Cho nên chẳng thể trách móc họ Hãy khéo dạy bảo họ học tập Bổ sung những môn học ấy Học bù Lúc bé chẳng học Nay đã giác ngộ Nếu muốn thực sự thực hiện Nhất định phải học bổ sung các môn ấy Vì nếu chẳng có những môn học ấy Quý vị chẳng có căn bản Riêng khổ nỗ lực cả đời Nhưng chẳng thể thành tựu Giống như cây cối hoa hoa Chẳng có rễ Quý vị cắm qua trong bình Dung dáng thì nó cũng có thể nở qua Nhìn cũng đẹp lắm Nhưng chẳng thể kết trai Chớ nên không hiểu đạo lý này Đối với chuyện giáo dục con cái Cổ nhân Trung Quốc hết sức nghiêm ngặt Hết sức quan trọng Gia tộc quý vị trong tương lai Có thể hưng dưỡng hay không Có thể phát đạt hay không Hoàn toàn chạy vào mai sau Có nhân tài xuất hiện hay không Vì thế Rất quan trọng chuyện dạy dỗ con cái Bắt đầu dạy từ khi nào Từ lúc có mang Bạn bắt đầu dạy Gọi là thai giáo Trẻ nhỏ vừa à, sanh ra à, Biết nhìn biết nghe Quý vị ngàn một lần chứ nên nghĩ rằng Nó chẳng hiểu chuyện Nếu nghĩ như vậy ta ta Quý vị đã ta sai ta mất rồi Nó rất Just thông minh Cái gì ta cũng đều biết Chỉ ta là chưa thể nói Vì ta thì... ta Đệ tử quy à, chẳng m. phải là để dạy trẻ nhỏ học Hoặc mẹ dạy chúng học Mà là gì Cha mẹ phải thật hành Thực, hà, thực hiện đệ tử quy Làm cho trẻ thơ ừ. sinh à, Dạy con từ thuở còn thơ Khi cho đứa bé ý Tức là trước khi nó tròn 3 tuổi Từ mới sinh ra cho đến 3 tuổi Là một ngày Một ngàn ngày ấy à, Gọi là dung bồi căn bản tháng giáo dục Trong một ngàn ngày ấy tháng Người tháng mẹ tháng rất nhọc nhằn à, Thời tháng 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 tháng. Tháng. À, thời khắc khắc chăm sóc nó Nói đúng ra là tháng. Nó xem thấy, tháng nghe tháng. thấy Tiếp xúc toàn là những điều tốt đẹp Quyết định tháng chứ, đáng chứ đáng để nó tiếp xúc Hoặc trông thấy, đáng thấy đáng. những điều xấu xa Vì vậy, cha mẹ đã thực hiện đề tử quy trước mặt con. Trẻ thơ đạt được không? Mỗi ngày nó đều xem và nghe Vì thế ngàn ngữ cổ Trung Quốc có câu Tam tuệ sáng bắt hợp Nghĩa là trẻ thơ cho đến 3 tuổi Đã được giúp bồi cội rễ Thì đến 80 tuổi cũng chẳng bị biến đổi Rễ sâu cội dựng Do đó Giáo dục luân lý và giáo dục đạo đức Đều do cha mẹ thực hiện cho trẻ thơ Dũng tâm như thế đó Trẻ cũng biết Cũng làm được Nhưng vì sao phải làm như vậy Nó chẳng biết Đến 6-7 tuổi đi học Dần dần hiểu chuyện Thầy tiếp tục nêu gương cho nó thấy Vì thế Thầy là thân hành ngôn dạng Trẻ nhỏ dần dần, dần hiểu chuyện Bèn giảng cho nó nghe Vì sao phải cứu thuận cha mẹ Vì sao phải tôn kính anh Anh phải bảo vệ em Giảng những đạo lý gần gũi Dễ hiểu cho nó nghe Dần dần nó sẽ hiểu Sự giáo dục này rất trọng yếu bởi lẽ đó, trẻ nhỏ Trung Quốc vợ năm sáu tuổi cũng rất biết lệ giống như một người lớn thu nhỏ. Hiện thời chẳng còn. Lại. Ngày nay giáo dục trong gia đình chẳng còn nữa. Sự giáo dục trong nhà trường chẳng có môn này Giáo dục xã hội càng chẳng cần nhắc đến nữa. Ngay cả giáo dục tôn giáo cũng chẳng nói đến Hỏng rồi Vì thế toàn thể xã hội hiện thời động loạn là do nguyên nhân nào Thật giáo Hai chữ mà thôi Giáo dục truyền thống bị bỏ Giáo dục tôn giáo bỏ luôn Xã hội biến thành nóng nổi này tháng sáu năm à, nay chúng năm tôi, tôi cùng đi với đoàn, 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 đoàn phỏng vấn tôn giáo hà này. đến thăm phạm, phạm đề phạm cương gặp gỡ ừ, giáo hoàng của thiên chủ giáo. giáo trao đổi à, với đại chủ giáo, giáo của họ à, giáo họ, họ cũng ý thức đó. điều này cũng biết vấn đề này rất nghiêm trọng do vậy trong bản báo cáo Tôi đặc biệt nêu lên sự giáo dục tôn giáo Vì trên cả thế giới hiện thời Các nhân sĩ trong giới học thuật Các thanh thiếu niên học sinh Đều nghĩ tôn giáo là mê tín. Người tin theo tôn giáo mỗi năm một ít hơn Phật giáo chúng ta chẳng có thống kê. Chức thiền chủ giáo có thống kê. Hàng năm người chịu rửa tội ít hơn. Chúng tôi cũng đã từng gặp rất nhiều lần. Có rất nhiều người chất vấn, nghi ngờ tôn giáo có cống hiến gì cho xã hội. Chẳng có cống hiến, chẳng có lợi ích đương nhiên sẽ bị đào thải họ suy nghĩ như vậy đó. trong quá khứ tôn giáo có cống hiến cho xã hội vì sao tôn giáo dạy dỗ đặc biệt là phật giáo phật giáo và phật cổ tự diễn am đường là tượng hòa thượng thủ tọa phân tòa giảng kinh đó là giáo học một ngôi chùa à, có vài vị hòa thượng thủ tòa à, Quý à, vị thích học bộ kinh điển nào điện Có thể vào phòng học của vị đó. đó Thật sự có thể Tho học được thứ này, đó. thứ nọ Họ dạy học mà Vì thế à, chúng, chúng tôi cực đề lực đề xướng Tôn giáo phải quay về, quay về giáo, giáo, giáo học, học. Hiện thời nhằm đúng lúc gia đình, nhà trường và xã hội Đều chẳng dạy luân lý đạo đức nữa Chúng ta có thể trích lục những kinh luận liên quan tới luân lý đạo đức nhân quả Trong các kinh điển tôn giáo Bản thân chúng ta nghiêm túc học tập phổ biến Nhằm giải bảo đại chúng trong xã hội Bộ đáp giáo dục xã hội trong hiện tại Là thiếu mất ba thứ ấy Thì tôn giáo tương sẽ có công hiến vô cùng to lớn đối chắc với chắc xã, xã hội Người ta chẳng còn có thể nói Tôn giáo chẳng có công hiến gì đối với xã, xã, xã hội Vì chúng ta có những thứ tốt đẹp này Phải thật sự làm phải hiểu, phải biết giá trị Bản thân chúng ta tu học Chính mình đạt được lợi ích Tôi thường tôi nói là lợi ích cá nhân, đế đế nhân đế Là khỏe mạnh, mạnh, sống lâu Tôi chẳng có đạo tràng Nếu có đạo đảo tràng Đạo tràng, đảo 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 tràng đảo ý qua thành sự nghiệp hoàn pháp lợi sanh thuận lợi Chắc chắn là như thế Tại gia cư sĩ Gia đình hạnh phúc Sự nghiệp thuận lợi Đại chúng trong hoàn cảnh cư trụ Đều có thể qua hai Điều này tốt lắm Thật sự có sự tốt đẹp này Thật sự có công hiệu Vì thế trong sự nhận thức của chúng tôi về tôn giáo Các tôn giáo đều tốt đẹp Tôn giáo có những ảnh hưởng tiêu cực là do trong tôn giáo hiện thời Những người học tập tôn giáo chẳng nghiêm túc nổ lực Cũng bị tiếp tục nhóm như Tức là bị cuốn hút vào danh vọng Lợi dưỡng tham sân si mạng Hỏng rồi toàn thể tôn giáo bị quỷ hoại Do vậy chúng ta phải nhận thức rõ ràng Bản thân tôn giáo chẳng có vấn đề Mà là tín đồ tôn giáo có vấn đề Họ chẳng nghiêm túc học tập Nếu họ nghiêm túc học tập Thì tín đồ tôn giáo ai nấy đều là người tốt Ai nấy đều có công hiến rất lớn đối với xã hội Chúng ta chớ nên không hiểu rõ ràng rành rẽ điều này Lại xem qua, đoạn kinh giang tiếp theo Đoạn kinh giang này từ, ừ, từ, từ phát tăng, Thông chư Pháp Tăng Đạt phá chúng sanh tướng Cho đến đoạn kết, kết thúc đoạn Thiện lập phương tiện Hiển thị tam hợp. Đoạn này đoạn Nhằm dạy chúng ta Siêu tình lý kiến tuyệt để buồn xuống Do Kim Vô Lượng Thọ Thông với Kinh Hoa Nghiêm yên. Mục tiêu chung trong sự học tập Là dạy chúng ta Minh tâm mình kiến tâm Kiến tâm thành Phật Nên Và mới có kinh Giang như, như vậy Trong kinh tiểu thừa chẳng thấy kinh văn như thế Thông chư pháp phá tánh phá Chư là chư pháp Tánh của chư pháp, pháp là một tánh Giống như hiện thủ quốc sư đã xin nói Tự tánh thanh tịnh viên minh thể Trong kiết học gọi điều này là bản thể Hiện thời triết học và khoa học trên cả thế giới Đều chẳng nói đến mức độ này Mà nói từ một thể tới lên hai tác dụng Vì vậy khoa học cũng đúng là có có Thật sự chẳng dễ dàng Chỉ là họ chưa tìm được căn nguyên Căn nguyên là tự tách, Ý thức của chúng ta duyên không tới Dùng máy móc tinh vi cũng chẳng nhìn thấy Vì nó chẳng phải là hiện tượng vật chất Mà cũng chẳng phải là hiện tượng tinh thần Máy móc tinh vi cỡ nào Cũng vô dụng đối với nó Chỉ có chứng mới biết Thật sự thì để buồn vọng tưởng phân biệt Chấp trước xuống Quý vị bèn chứng đắc Đó là căn nguyên của dạng sự dạng pháp trong vũ trụ đó là Pháp tánh Thiền tôn gọi không chư Pháp tánh Là minh tâm kiến tánh Đạt chúng sanh tư Phần trên là thật trí Phần dưới là quyền trí Đạt chúng sanh tư Là nhất nhất dụng trí Giảng sự giảng pháp trong vũ trụ vì sao có thể phát, phát sinh? phát sinh như thế nào vì sao có thể biến hóa? quý vị biết toàn Cái bộ xe những xe chuyện xe ấy xe thì tương là đạt chúng đạt sanh tướng. Chúng ta. chúng ta xem cổ quan niệm tổ Điểm giải thích. À, <laughs> pháp tánh hữu Phá danh thật tướng, hữu danh chân như. Chữ hữu danh áp dụng cho tất cả những danh từ sau đó Tức là hữu danh Pháp giới Hữu danh Niết bàn Hữu danh Thực Tế Đẳng Phía sau hãy còn nhiều danh từ nữa Trong kinh Đức Phật nói tới Pháp Tánh Bạn nói các danh từ của nó nhiều tới khoảng hơn mấy chục tên Tổng cộng chừng 60 70 danh từ Vì sao Đức Phật nói ra năm từ ngữ như vậy đây là phương tiện thiền sẵn trong giáo, giáo học Nhằm dạy chúng ta trở nên chấp trước tướng danh tự Tướng danh tự chẳng thật Hiểu ý nghĩa của chúng ta được Giúp chúng ta phá chấp trước Hệ chấp trước thì sai mất rồi Chớ nên chấp trước trong khởi tín luận Má Minh Bồ Tát đã dạy chúng ta Thái độ học tập Ngài nói rất hay Nghe kinh Cần phải có tâm thái gì để nghe Đầu tiên là Ly ngôn thuyết tư Lời lẽ của người ấy Nhiều hơn hoặc ít hơn mấy câu Nói sâu hay nói càng chẳng quan trọng Chớ nên chấp, chấp tôi đừng trước tướng ý Điều thứ hai Đừng chấp trước danh à, tự tướng Tức là ly danh tự tướng Danh tự là danh từ thuật ngữ Như các, các từ ngữ pháp tăng thật tướng Được nói đến đây Chân như pháp giới nước bàn Đều là các danh từ thuật ngữ trong Phật học Chớ nên chấp trước Hãy hiểu ý nghĩa của chúng Đừng nên chấp trước Điều thứ ba là ly tâm duyên tướng Quý vị đừng suy nghĩ những ý nghĩa trong kinh Vì sao? Quý vị suy nghĩ tức là vọng tưởng Đó chẳng phải là ý nghĩa của Phật Mà là ý nghĩa của chính quý vị Kinh Phật có ý nghĩa không? Thưa thật thà cùng quý vị Kinh Phật chẳng có ý nghĩa gì Chẳng có ý nghĩa mới là lưu lộ từ từ tăng Có ý nghĩa là phàm phu Lưu xuất từ trong A-lại gia cùng quý vị đó là phàm phu Bởi lẽ đó kinh Phật chẳng có ý nghĩa Phải hiểu điều này Quý vị suy nghĩ như thế nào Thì đó là ý nghĩa của chính quý vị Chẳng phải là ý nghĩa của Phật Kể khai trình của cầu Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Như lai chẳng có nghĩa chân thật Chẳng có ý Quý vị giải thích bằng cách nào Đến khi nào quý vị có thể thật sự hiểu nghĩa chân thật Khi tâm thanh tình hiện tiền chiếu kiến chẳng phải là tượng kiến tâm bình đẳng hiện tiền tâm thanh tịnh hiện tiền quý vị sẽ có thể đạt được vài phần ngã chân thật của như lai a à la hán biết chi phật để chứng đắc vì các ngài chẳng chấp trước Đối với à, hết thầy các Pháp thế gian và suốt thế gian chẳng chấp trước. Bồ Tát cao hơn một bậc. Bồ Tát là bộ chánh tạng chánh giác. Bồ Tát bộ sử dụng tâm bình đẳng. Không chỉ chẳng có chấp trước mà phân biệt cũng chẳng có. Phân biệt đoạn hết, tức là đã đoạn trần sát hoạt. Đoạn hết chấp trước là đoạn hết kiến tư hoặc Nên Bồ Tát có thể hiểu được nghĩa chân thật nhiều phần Tức là Ngài thấu hiểu hơn một nửa Chọn chẳng phải là dùng tưởng Hệ tưởng tức là trọng Tưởng là gì? Rơi vào tức thứ sáu Tức ý thức vì thế hiện thời học kinh giáo gặp khó khăn ở chỗ nào Khó khăn ở ngay chỗ này Suy tưởng nhiều quá Vừa nhìn bạn nghĩ cái này có ý nghĩa gì Cái kia có ý nghĩa gì Hoàn toàn là ý tứ của chính mình Đây là chuyện rất khó khăn Vì vậy chúng ta học giáo Nếu không gặp được một vị thầy thật sự tốt đẹp Lúc dở lòng Bạn chỉ điểm chúng ta chúng ta suy đi làm chỗ biến thành gì biến thành đạt được là tri thức tức là thường thuộc trong kinh phật đều do chúng ta suy tưởng biến thành tri thức mà quý vị cứ ngỡ chúng là trí huệ chúng ta đã biến trí huệ thành tri thức hao hụt quá lớn trí huệ có thể giải quyết vấn đề tri thức chẳng thể Sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc Thế giới này chưa hề thái bình Kể từ thập niên 70 Mỗi năm Liên Hiệp Quốc triệu tập hội nghị hòa bình quốc tế Mời một các chuyên gia Học giả thảo luận cùng một chủ đề Suốt 30 năm chẳng thay đổi làm thế nào để tiêu diệt xung đột Xúc tiến xã hội an định Thế giới hòa bình Đã mở hội nghị hơn 30 năm với chủ đề ấy Trước sau tôi tham gia 10 lần Tôi mới liệu giải trạng thật sự có hiệu quả hay không? Chẳng có hiệu quả Quý vị thấy tần số xung đột xã hội mỗi năm một cao hơn Vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn. Chẳng phải là họ không quan tâm chú ý Họ thật sự quan tâm chú ý Vì sao chẳng thể giải quyết vấn đề Chúng tôi tham dự đang liễu và kỳ thức đấy các học giả và chuyên gia đều có hợp thức vô cùng phong phú. Nhưng chẳng phải là trí huệ. Tri thức giải thích như vậy là cục hạ, đau đầu bèn chữa đầu, đau chân bèn chữa chân, chẳng thể trị dứt tận gốc, để lại một động lớn hậu quả. Trí huệ chẳng như vậy. Tại Liên Hiệp Quốc chúng tôi công hiến rất đơn giản Rất trực tiếp Báo cáo cùng mọi người vấn đề phát sinh ở chỗ nào Phát sinh từ giáo dục Con người do dạy dỗ mà thành tốt đẹp Cũng do dạy dỗ mà trở thành xấu xa Tùy thuộc các dạy của quý vị như thế nào Trong cả thế Đông giới hiện thời Ai dạy Chánh phủ các nước thiếu sót so. Sơ sót so trong giáo dục nhân dân, 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 dân. Rằng, Thiếu sót so giáo dục cách dân làm người Chỉ biết đến khoa học kỹ thuật Phương diện ấy đột nhiên phát triển mạnh mẽ Nhưng chẳng biết làm người Thiếu sót trong giáo dục luân lý Đạo đức nhân quả Cho nên mới dẫn đến xã hội động loạn mới đem lại tai hại trên địa cầu. Vấn đề ở chỗ này. Dùng phương pháp gì để đối trị? Hãy nhanh chóng tìm lại giáo dục luân lý đạo đức, đức nhân quả. Bạn có thể giải quyết vấn đề, đặc biệt là tôn giáo. Tôn giáo có thể công hiến rất tốt trong vấn đề này. vì trong kinh điển của mỗi tôn giáo lớn trên thế giới đều có tài liệu giáo quân rất phong phú về luân lý đạo đức nhân quả. Nếu có thể triệu tập những người ý, tức là những nhà tôn giáo thật sự nhiệt tâm, có thể thật sự hy sinh dân hiến bỏ mình vì người, có được chừng 5-60 người như vậy Liên hiệp quốc sắp xếp để họ mỗi ngày Lợi dụng truyền hình, vệ tinh hoặc internet Những công cụ ấy rất tốt Để giảng học cho mọi người trên toàn bộ thế giới Tôi tin là trong một năm thiên hạ sẽ thái bình tôi báo cáo như vậy rất nhiều lần, thím già rất dễ, nhưng từ đầu tới cuối chẳng thực hiện, đó là nghĩ nhưng chẳng quyết quyết nhưng chẳng làm. Hiện thời tôi không tham gia hội nghị ấy nữa, tuổi đã cao rồi, để cho người trẻ tuổi tiếp tục làm. Như vậy là Dẫu vấn đề khó khăn đến mấy Phật Pháp đều có phương pháp giải quyết Trước tiên nêu ra mấy danh từ Pháp Tánh Sau đấy là dạng Tánh là gì? Tánh là thể, bản thể Nó có thể sanh, có thể hiện Tuy nó chẳng phải là tinh thần Mà cũng chẳng phải là vật chất Nó có thể hiện tinh thần và vật chất Nó là bản thể của tinh thần và vật chất Triết học nói dạng hữu trong vũ trụ có bản thể Nhưng mãi cho đến hiện thời vẫn chẳng có kết luận định Nói rất nhiều thứ Vẫn chẳng thể khiến cho người ta tâm phục khẩu phục Trong Phật Pháp Dùng chữ tánh này để nói Có rất nhiều tên gọi khác biệt Thể dạng, Nhất thiết Pháp chi tự thể Danh gì Pháp tánh Tổ tiên xa xưa của người Trung Quốc cũng nói tổ tiên gọi nó là bổn tánh quý vị thấy sách vở xưa đã nói bổn tánh bổn thiện tam Tự kinh là sách để dạy dẫn lòng cho trẻ nhỏ quý vị nghĩ xem tổ tiên đã dạy trẻ nhỏ câu đầu tiên nhân chi sơ tánh bổn thiện bổn tánh vốn thiện thiện ở đây chẳng phải là thiện trong thiện ác Thiện trong thiện thái, có mức độ rất nhiều. Thiện ở đây là viên mạng của tháng như nhà Phật đã nói. Có ý nghĩa. này Đây là một năm năm là một hình dung năm Nhằm năm tháng năm viên năm năm có năm 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 khuyết nào, Trong Phật Pháp đã nói Tức là trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật đã nói rất hay Hết thầy chúng sanh đều có trí huệ Và đức tướng của Như Lai Như Lai là, là tự sanh Trong tự tăng của hết thầy chúng sanh Có trí huệ viên mạng Và đức năng viên mạng

vì vậy sự bình đẳng được nói trong nhà Phật Là bình đẳng thật sự chúng sanh và Phật bình đẳng Tự thể của hết thể các Pháp Được gọi là Pháp Tánh Như khởi tín luận nghĩa ký Nghĩa ký là sách chú giải khởi tín luận do pháp sư phát tạng ghi Tôi chẳng nhớ rõ. Không? Tôi đã đọc sách này. Trong ấy có nói pháp tác giả phá thường. minh thử Mình chân thường thể thường phổ biến hiện thông dự nhất thiết thông pháp phá gì thường. tăng hai câu này viết rất hay. Minh là quý vị thấu hiểu, đã biết rồi. Chân thể phổ biến đã Toàn thể vũ trụ, kể cả hư không pháp giới, đều do nó biến nghề. Vì thế hư không chẳng thật. Có thể biến Có thể hiện Mới là thật Còn cái được biến Cái được hiện là giả dạ. Chẳng thật Thông ứng nhất thiết pháp gì tăng Pháp giê sư công thể của hết thể dạng sự dạng vật trong pháp giới hư không vô là pháp Tân. nói cách khác lìa khỏi pháp Tân. sẽ chẳng có một pháp nào để có thể được pháp là tướng cổ nhân có tỷ dụ rất như vàng chế thành đồ vật món nào cũng đều là vàng Chúng ta dùng hoàng kim Hoàng kim là thể Tỷ dụ pháp tăng Dùng nó làm thành các thứ vật dụng Quá nhiều vật dụng Chẳng có cùng tên Năm xưa tôi ở Mỹ có một đồng tu là tại gia cư sĩ Làm đồ cho bằng. Ông ta chẳng phải làm đồ thật Mà là làm đồ giả Tức là đồ trang sức bằng vàng Là đồ mạ vàng Chẳng phải là giang rồng Mà là vàng mạ Có một hôm Ông ta dẫn tôi đến thăm phòng triển lãm Chính ông ta có công sở Chẳng phải là buôn bán nhỏ Mà là sản xuất để phân phối Vì thế có rất nhiều người đến đánh giá hàng quá Đều trước hết đến thăm các mặt hàng triển lãm Chọn lựa kiểu mẫu tài đó Tôi đến xem Hơn hai dạng món Lóng lánh chói mắt Đẹp đẽ khôn xí Tôi nghĩ kinh đã dạy Dùng vàng làm vật dụng Món nào cũng đều là vàng Hoàn, hoàn toàn có thể được thấy được tại nơi đó Toàn là giá Ông ta làm ta đồ trang sức giá rẻ Món đắt nhất Còn hơn 20 đồng Mỹ kim. Món rẻ nhất Chỉ có mấy đồng Năm 6, 6 đồng Nên người bình mới phạm đồng đồng. Đồng. Bị mất chẳng tiếng Các món trang sức giải Rất nổi tiếng ở ngoài quốc Đưa người ta tới sự quan nghe Đồ thờ kỳ mất đúng sẽ đau lòng Đồ giả bị mất để chẳng đúng sót ruột Hơn nữa Ở nhìn bề ngoài còn đẹp hơn đồ Chúng ta à, dùng những thứ này Để làm tỷ dụ cũng rất đúng. thích hợp Giang à, là tánh à, Hết thể các pháp là các món vật Rời khỏi nhà Chẳng có đồ vật Tất cả hết thảy các món kiềm phi đều làm bằng giá. Điều này nêu rõ mối quan hệ giữa tánh và tướng. Tướng do tánh biến hiện. Tánh có thể sanh, có thể hiện. Còn như nó biến hóa, đó là thức Do tự tánh hiện Nó hiện, nó sanh, nó hiện Đó là thế giới Cõi thật bảo trang nghiêm của chư Phật như lai Do vậy trong cõi thật bảo trang nghiêm chẳng có biến Người trong cõi thật bảo trang nghiêm là vô lượng thọ Chẳng bị già yếu chẳng thay đổi Trong cõi thật báo Cây cối hoa quả xanh tươi mãi mãi Lá cây chẳng quý dạ Thật sự diện chẳng Vì sao? Nó chẳng biến Có thể sanh, có thể hiện, chẳng biến đổi Vì sao? Nó chẳng có lại gì Chứ gì phải hiểu Biến Thì trong người Pháp giới Biến là do A-lại gia đang biệt. Chẳng có A-lại gia Đương nhiên nó sẽ không thể biến Do đó Chúng ta gọi thế giới ấy là nhất chân Con người dễ diện hạnh xuân Chẳng biến thành già yếu Mà cũng chẳng có sanh tử đó là cảnh à, trong bảo. giới à, trong quả thời pháo Những vị Bồ Tát trong quả thời pháo Tiến lên dần dần, dần, dần. Chắc chắn sẽ có ngày Tiến tới viên mạng Viên mạng là chứng đắc quả gì Nhiều giác Từ đẳng giác chứng đắc nhiều giác Khi chứng đắc nhiều giác sẽ chẳng thấy cõi thật bắn trang nhiên Cõi ấy vẫn là một giấc mộng Đã tỉnh giấc rồi Đến nơi đâu Đến thường tịch quan Thường tịch quan là phát tâm Trở về tự tăng Quý vị thấy Chúng ta từ tự tánh biến hiện Đến cuối cùng Mục tiêu chung cực là trở về tự tăng trở về tự tánh mới gọi là chứng đắc quả vị diệu giác diệu giác hiện hình tượng dịu giống dịu như dịu một bầu tịch quang, quang một bầu quang minh trong Phật pháp gọi điều ấy là đại quang minh tạng à, trong ấy chẳng có tinh thần chẳng có vật chất hiện tượng gì cũng chẳng có Do chúng ta sử dụng cái tâm ý thức tưởng tượng tư duy Nên dĩ nhiên chẳng đạt được Ác phải tiệt để buông dòng tự phân biệt chấp trước xuống Kể cả tập khí cũng chẳng còn Quý vị mới thấy được Đó là diệu giác Tức Phật quả viên mà rốt ráo Tuy gì thứ gì cũng đều chẳng phải Nhưng thứ gì cũng đều nghiệp. Chúng sanh quá cảm, Ngài ban hiện Pháp thân Bồ Tát Còn mang theo tập khí Nên trụ trong cõi thật báo trang nghiêm Cõi thật báo trang nghiêm Do tập khí vô thể vô mình biến hiện Tập khí và vô mình khác nhau vô minh của thầy biết tập khí chẳng thầy biến. do vậy họ đã đoạn vô minh nhưng hãy còn tập khí vô minh quậy thật báo cho đâu mà có chúng ta cũng hiểu rõ, rõ ràng nên bạn do vậy chúng ta hãy khéo niệm Phật Thật sự có thể buồn xuống Sẽ có thể sanh về quải thật báo trang nghiêm à Nếu sanh về thường tịch Sẽ rất khó khăn, quả, thật khó khăn Thật sự đúng. khó khăn Hết sức khó khăn Người niệm Phật trang chúng ta có thể đạt đến quải thật báo hữu duy thức thuật ký viết tánh dạng thể dạng nhất thiết phát thể cố dằm phát tánh điều này có ý nghĩa giống như đã giảng trong phần trên duy thức thuật ký là tác phẩm của khuy cơ đại sư ngài là tổ sư của pháp tướng Tông Ngài cũng nói rõ mối quan hệ giữa tánh và tướng Lại xem tiếp Hữu Đại Thừa Nghĩa Chương Nhất Diệt Nhất là quyền thứ nhất Trong ấy nói Pháp Kỳ Thệ Tánh Cố Dân Pháp Tánh Đó là những điều được nói trong các kinh luận Sau đó Cụ niệm tổ tổng hợp lại Để giải thích Cố trì pháp tánh Nãi dạng pháp chi thể Chúng ta phải nhận rõ điều này Tại nhiễm, tại tình Tại hữu tình số Tại vô tình số Kỳ tánh vô hữu cải biến Cố dần pháp tánh Đặc biệt là trong người Pháp giới Nó biến hóa rất nhiều Chẳng cùng tầng trong dòng tận Hoàng Nguyên Quang, Hiền Thủ Quốc Sư gọi điều này là xuất sanh vô tận. Sách Hoàng Nguyên Quang giảng hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần đều có ba thứ công năng. Các công năng ấy thù thắng hôn sanh. Thứ nhất là trọn khắp pháp giới Bất luận là tâm pháp hay sắc pháp Sắc pháp là vật chất Tâm pháp là tinh thần Trong tự tánh Tinh thần còn được gọi là Kiến văn giác giá trì Vì nó chẳng có phân biệt Trong quả sắc báo cũng gọi là kiến văn giác giá trì Trong mười Pháp giới Chúng được gọi là Thọ tưởng hành thức Thọ là cảm nhận Tưởng là ý niệm Hành là chẳng trụ Niệm trước diệt Niệm sau sau Niệm này tiếp nối niệm kia Thức là thể của nó Nói thật ra thức ấy là Pháp tánh Trọn chẳng cách lìa à, lý Vật chất và tinh thần Đồng thời phát sinh Diễn diễn chẳng tắc rời Một thể mà Nói theo à, lý luận lý lý giang, Tinh thần có trước Và chất có sau Trong A-Lai-Gia quý vị thấy Nghiệp tướng Nghiệp tướng là năng Íye lượng Là hiện tượng dao à, động <laughs> Chuyển tướng à, Là thọ tượng hạt nếu nói theo A à Lại Gia Nó là thọ tưởng hành thức Cảnh giới tướng là dịch Kim Phật thường gọi chung các tướng ấy Thành ngũ hồn Sắc thọ tưởng hành thức Sắc là vật chất Thọ tưởng hành thức là hiện tượng tâm lý Chúng vĩnh viễn ở cùng một chỗ Chẳng thể tách rời Chẳng tách rời được Hiện tượng vật chất là hiện tượng có dao động. Mỗi loại trong bốn loại thọ tử hành thức đều có hiện tượng dao động. Sự dao động ấy bất luận là hữu ý hay vô ý, hữu tâm hay vô tâm, hễ động đang trọn khắp thế giới. Đây là đặc tính thứ nhất. Nó nhanh chóng, tốc độ là, lèo là. Nếu chúng ta hiểu chân tướng sự thật này, quý vị bàn trọn rằng biết Ý niệm của quý vị vừa đồng, bất luận là hữu ý hay vô ý, chẳng cần biết là hữu tâm hay vô tâm. Một thuyền niệm của quý vị vừa đồng bàn trọn khắp Pháp giới. Người đạt được tâm thanh tình trong khắp Pháp giới hư không giới. Đều có thể nhận được tin tức của quý vị Quý vị đọc một ác niệm Có chỗ nào lừa người khác được chăng Chẳng có Chẳng thế nào Quý vị gạt không được Bởi lẽ ngủ uẩn của chính quý vị là đài phát Mà cũng là đài thu sống Có thể tiếp nhận tin tức Trong khắp pháp giới từ không Có thể tiếp nhận Có thể phát ra Chẳng có chuyện gì yếu có thể gạt gẫm người khác được Những người ấy là Pháp, Pháp thân Bồ Tát Hoặc chư Phật Pháp Pháp như Lai Chẳng có cách nào giấu giếm các ngài được Các ngài phải hoàn toàn biết đúng. Pháp hơn là quyền giáo Bồ Tát Thanh văn, viên giáo Cũng đều biết nhưng các ngài biết những gì thô hơn một chút Chứ những thứ gì tế tột bật các ngài chẳng biết Đức Phật nói Bác địa Bồ Tát Biết những ý niệm gì tế tột bậc Chúng ta nghĩ đến bác địa Cửu địa, thập địa, đẳng giác, nhiều giác Đối với những người thuộc năm địa gì ấy Dẫu gì tệ đến mấy đều biết à Nếu chúng ta thật sự hiểu rõ Thật sự thông hiểu. Hiểu. Chúng ta Mà khởi tâm đồng, đồng, đều đồng niệm Đều chẳng giam có ác niệm Người đông Đó ngợt nghĩ đều thu được Chúng, chúng ta phát nghe ra nghe ác niệm lẽ đầu chẳng biết xấu hổ Tự nhiên sanh ra một thứ sức mạnh ước thú. Đó là chân tướng Chân tướng sự thật đấy nhé Đặc tính thứ nhất là tốc độ của nó quá nhanh Nhanh hơn vô tuyến điện Nhanh hơn tốc độ ánh sáng Ánh nắng chiếu đến địa cầu còn phải mất 8 phút Niệm ấy vừa mới khởi lên đã tròn khắp pháp giới Quý vị thấy tốc độ của pháp tánh nhanh quá Máy may chứa ngại đều đoạn chẳng đoạn. có Đặc cách thứ hai là thiền biến dạng hóa Xuất sanh à, vô tận Đối với cách nói trong đoạn trước Chúng ta học tập chẳng hoài nghi. hoài nghi Nhưng đối với điều thứ điều hai là xuất sanh vô tận Ta bèn hoài nghi Vì sao có thể xuất sanh vô tận Sức mạnh nào khiến cho nó có năng lực to tác ngần ý Tôi cũng thường canh cánh nỗi nghi này bên lòng Rất lâu mà vẫn chưa thể giải quyết Khi giảng kinh Hoàng nghiêm Có một hôm chợt nghĩ đến Lúc bé chơi kính dạng hoa Quý vị thấy có người tặng tôi kính dạng hoa Vật này rất đơn, rất đơn giản, giản. Bên Mình trong là ba miếng thủy tinh Bỏ vào giữa đó mấy mảnh dụng có màu sắc khác yên nhau Quý vị xoay chuyển đó Xoay suốt một ngày Chẳng à, ngừng à, xoay à, Chẳng à, nhìn thấy hai mẫu quà giống nhau Quý vị thấy ngay cả giống như vậy mà còn biến quá vô cùng Biến hóa vô cùng Xuất sanh vô tình Tôi nghĩ công năng của tự tăng còn lớn hơn rất nhiều. Được chứng minh từ chuyện này, chẳng còn hoài như nữa. Kể cả kính giảng hoa cũng xuất sanh vô tận. Tiến sĩ vàng một Thắng của Bản làm thí nghiệm với nước, rất có giá trị khoa Tôi đã đến thăm phòng thí nghiệm của ông, ông ta hai lần Nghe ông ta báo, cáo, à, ta báo cáo Chúng tôi đã biến thành bạn bè thân thiết Ông ta cho biết à, Quan sát mô tích kết cấu của đề nước Kết tinh bằng kinh nghiệm gì Mười mấy năm qua Ông ta chẳng phát hiện Có hai mô thức tương đồng Chưa hề thấy hai mô thức hoàn toàn giống nhau Ông ta nêu ra vấn đề này hỏi tôi Do nguyên nhân gì Tôi nói Chẳng thể có hai mô thức giống nhau Là do nguyên nhân này Ý niệm của chúng ta biến hóa Trong từng sát Dẫu chỉ có một mình ta xem Ta đối với nước ấy à, Tâm yêu thích đúng tràn trề Nó sẽ có mô thức thức tin rất đẹp Ái tâm, cái tâm trong niệm trước của ta Khác ái tâm đúng trong niệm thứ hai Chắc chắn có sai biệt cái Do vậy đúng. nó chẳng thể nào là một tướng Có trường à, hợp Các mô thức tương tự Nhưng đúng. chẳng thể nào à, hoàn toàn giống nhau Ông ta nghi ngẫm đạo lý ấy Vì sao Nó sanh từ tâm tưởng Chứng tỏ Nước có thể thấy nghe Hiểu ý nghĩ của con người Tôi bảo ông ta Không chỉ là nước Nước là vật chất Tất cả hiện tượng vật chất Thấy đều có thể thấy nghe Hiểu ý nghĩ của con người Chúng ta ngồi trong căn phòng này Bàn ghế có thể thấy nghe hiểu ý nghĩ của ta trên là trần nhà dưới là sàn nhà đều hiểu ý nghĩ của ta chúng cũng có thể thấy có thể nghe đó là gì đây là bản của, của vật chất đã là vật chất thì nó bèn có hiện tượng tinh thần tức là có thọ tưởng hành thức nói cách khác sắc thọ tưởng hành thức vĩnh viễn chẳng tách rời Nếu chúng ta thật sự nhận biết điều này Sau đây quý vị lại nghĩ Trong kỳ giáo Những Phật đã dạy chúng ta Tướng xe tâm sẵn Cảnh chuyển sang tâm Chúng ta nghe hai câu này Trong tâm cảm thấy dễ gì? Thân thể của chúng ta là tướng Tướng mạo bên ngoài là tướng Ngũ tạng lột phủ bên trong cũng là tướng Nếu tâm ta là chất nếu tâm ta thanh tịnh bình đẳng giác tịnh, Thân thể sẽ dịnh diện chẳng ngã bệnh Tuổi tác mỗi à, năm một lần, hơn nhưng chẳng già yếu Tướng do tâm sanh Tâm ta chẳng già Ý niệm chẳng già Người làm sao có thể già cho được Già bằng cách nào Hàng ngày nghĩ tới già Ta đã già rồi, già khăn rồi Người ấy sẽ thật sự giả. Là Người già Người già nghĩ tới bệnh tật Cho nên bệnh gì cũng có Thế bệnh mẹ nghĩ đến cái chết Làm xong sao bất tử cho được Sao tự tâm tưởng mà Quý vị có thể, thể thật sự đánh hoàn đánh toàn gạt đánh sạch đánh Những tư tưởng tiêu cực sẽ tương ứng với tự tăng Cảnh chuyển theo tâm Cảnh là hoàn cảnh cư trụ của chúng ta Chúng ta ở trong cõi này Mỗi ngày học tập đạo thánh hàng ngày à, học Phật pháp. Đó là đó vô thượng thẩm thấu với diệu pháp. Nơi ấy sẽ chẳng có tai nạn. Mà cũng chẳng có hạn hạn. Lũ lụt đồng đất bão. Đúng không? Đúng đúng cảnh đúng chuyển theo tâm mà. Nếu một phần trăm dân cư các Long Ba Tức là trong một trăm người Mà có một người ý niệm thuần chặt Bảo đảm lời ý chẳng có tai nạn Chừng một phần trăm người như vậy là được rồi Đạo lý gì thế? Cổ nhân Trung Quốc nói Ta chẳng thắng tránh 99 người tạo tội nghiệp Một người là chánh tri, chánh tin Chánh chán tâm, chánh hành Bạn có thể gia hộ họ Trong kinh Đức Phật đã nói như thế Hiện thời Các nhà lượng tử lực học cũng đã chứng tỏ Vì thế hiện thời đối với giáo Pháp Đại Thừa Đối với Kinh Vô Lượng Thọ Đối với các bộ Đại Kinh như Hoàng Tính tâm của chúng ta trọn đủ 10 phần Chẳng có chút hoài nghi nào Chúng, chúng ta y giáo, giáo phụng hành thế nào chẳng thành tựu Hôm nay thời gian đã hết rồi Chúng ta học tập tới chỗ này Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật Bye.